Cách 3 là chúng ta phải có một cái bảng danh mục. Giờ những người cầm bút ấy, thì hãy cầm lên, kẻ một cái bảng ra bên này, đây là start là start, bên này stop là stop. Nào, trong danh mục là hãy bắt đầu chủ động khởi động một cái gì đó mới. Hãy chủ động bắt đầu cái tốt. Ví dụ như bạn bè tốt, công việc tốt, sở thích tốt, thói quen tốt, dậy sớm chẳng hạn, học thêm ngoại ngữ chẳng hạn, đúng không? Chơi thêm một số người nữa chẳng hạn, mở rộng công việc từ thiện chẳng hạn. Thì đấy là cái tát đầu tiên, đó là cái mục start stop ấy, cái mục bắt đầu những cái mới. Thú vị lắm, chơi với cái người mới, người tốt tử tế mới, đúng không? Làm với công việc mới, sở thích mới, học thêm một nhạc cụ hay là học thêm một ngoại ngữ. Có một thói quen mới là gì ạ? Dậy sớm. Hoặc là có một thói quen mới là gì ạ? Là bắt đầu luôn yêu thương và bộc lộ những cái gì ạ? Lời biết ơn với người khác, lòng biết ơn với người khác, vân vân. Cái tát đấy là cái tát nổ đom đóm và chuyển mình sang một trạng thái khác đấy. Cái tát đấy là cái tát tuyệt vời để thay đổi mình đấy. Cái tát đấy là tát giúp cho mình làm sao? Nhiều cảm hứng,